Ở đây quý vị thấy nơi của ông Tóc Cô Độc vừa chưa tóc quá ná hoành tráng, còn qua Đông Phương Tự thấy điều hiu, hình như là ở Ấn Độ thì người ta thích ông hơn thích bà, còn Việt Nam mình thì thích bà hơn thích ông. Thành ra sư nói thì giống như là như mình cũng có cảm tình với bà Quý Sa Kha hơn. Bản thân cá nhân sư thì sư có sư cảm tình với bà Quý Sa Kha hơn. Mặc dù là hai vị đều thánh như nhau. Thì thưa quý vị đó, khi mà sư nghĩ về bà Quý Sa Kha thì sư thấy có cái những cái hay như thế này nè. Chúng ta thường người Việt mình thì thường thờ phúc lộc thọ đúng không? Nhưng mà trong Phật giáo mình thì có một nhân vật là đầy đủ cả phúc lộc thọ là bà Quý Sa Kha. Nó nếu nói về phúc á, phúc là gì? Đông con cháu, bà rất là mê con cháu và phải nói là con cháu của bà đông dữ thần dữ lắm, đông lắm. Nói về lộc á, nói về giàu thì nói thật là trong số mà cư sĩ thì ai mấy ai giàu qua bà. Mà bà giàu là cái kiểu là cho hoài không hết. Người ta giàu là người ta giữ giữ người ta không xài người ta mới nhiều, còn bà là bà cho hoài mà cho không có hết. Tiền mà bà cho không có hết. Còn thọ thì bà thọ 160 tuổi. Cho nên á, là nếu mà nói về phúc lộc thọ mình thờ một mình bà là đủ rồi. Ở đây đây nơi Đông Phương Tự thì sư cũng nói nhiều rồi, thì giờ sư nói lại là sư mong mỏi là về sau á, sau khi mà chú xứ mà xây dựng lên á, thì mình làm cái tượng bà Quý Sa Kha. Cái hình tượng á có những đặc điểm, thứ nhất là người phụ nữ Ấn Độ đương nhiên rồi, cái tuổi là 16 tuổi. Tại vì bà có cái phước là mặc dù bà là hơn 100 tuổi mà nhìn bà vẫn như con gái 16, tức là bà có phước sắc đẹp. Mà ngồi xung quanh là không ai biết đâu là bà, đâu là con cháu của bà. Tại vì bà trẻ quá mà mấy đứa cháu thì cứ nói giờ cứ nhìn bà cố phải cử động phải giống bà cố mới đẹp. Thành ra là từ cái giơ tay nhấc chân bước đi ngó nhìn các thứ là đều bắt chước bà hết, cho nên người ta nhìn người ta không biết ai là bà, ai là con cháu của bà. Chỉ khi mà bà từ chỗ ngồi bà đứng dậy á, bà có giống thói quen người già thì chống cái chân á, dịnh cái đầu gối thì người ta mới biết đó là bà Quý Sa Kha thôi. Cho nên là cái nét đẹp là nét đẹp của một thiếu nữ Ấn Độ 16 tuổi. Cái hình tượng của sư thì bà sẽ ngồi, mà bà một bên là cái giỏ tượng trưng cho việc bà cúng dường đến chư tăng. Còn bà có thể bà ôm đứa bé hoặc là có mấy đứa nhỏ xung quanh, giống như mình có cái bồ Bồ Tát mà cái gì Tống Tử á, bồ Quan Âm Tống Tử á. Tại vì bà rất là thích con cháu, bởi vì đã từng Đức Thế Tôn hỏi bà là bây giờ nếu như dân chúng thành Sa-vít thí này mà là con của bà hết, bà có chịu không? Bà nói dạ chịu. Chịu. Cho nên bà nói là bây giờ nếu mà mình nói bây giờ con xin làm con của bà chịu không, chắc bà cũng gật đầu. Bà ư liền. Cho nên là bà rất ưa con cháu. Mà sư để ý là đi khắp nơi rồi, Ấn Thái Miến không thấy chỗ nào để cái hình tượng mà thờ bà. Thì sư mong mỏi là cái chú xứ sư mau chóng thành tựu và sau đó mình làm cái tượng để thờ thờ bà, và mình có cái mẫu á, nó thành cái mẫu thì sau này những cái nơi cư sĩ chỗ quý vị cũng có cái tượng để thờ. Chứ mình thì mình thích thờ mẫu, mà thật sự cái mẫu mà gọi là mẹ đó, cái người mẹ đáng thờ nhất là bà Quý Sa Kha, chưa thấy ai thờ, đó là nên nên thờ đó. Mong muốn gọi là cầu cầu cái gì cũng cầu bà được hết, cầu tài sản, cầu làm ăn cũng cầu bà được, cầu gia đạo bình an là cũng cầu bà được, cầu con cầu cháu cũng cầu bà được.
À, cầu khỏe mạnh cũng cầu bà được, bà khỏe dữ lắm. À, quý vị cũng biết là bà khỏe dữ lắm. Con dâu mà bà động tay mạnh bà sợ nó chết. Bà phải nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ đụng nhẹ nhẹ thôi, mình nó không có cục cựa được. À, cầu sức khỏe cũng cầu bà được. Nói chung là trên đời cái gì mình cầu bà cũng được. Cho nên là thật sự nếu mà thờ mẫu là mình nên thờ bà. À. Còn cho nên sư mới nói là giữa bà Quý Sa Kha ông cấp cô độc thì sư cảm nhận là bà Quý Sa Kha gần gũi hơn, thì ông cấp cô độc thì vẫn ổn, đương nhiên thánh là ổn rồi, ông cũng có lòng cúng dường các thứ rồi niềm tin và cái sự giúp đỡ con cháu người nhà trong gia đình thì cũng rất là tuyệt vời, nhưng mà thực sự giống như cha với mẹ thì nó thật là mẹ gần gũi hơn. vẫn thấy bà Quý Sa Kha gần gũi. Thì mong mỏi là cái chuyến đi của chúng ta là đi đến hai người cư sĩ, thánh cư sĩ hộ độ nhiều nhất là ông cấp cô độc bà Quý Sa Kha, thì mong mỏi là hai vị sẽ tiếp tục hộ trì chánh pháp, và với những cái mong mỏi của chúng ta khi mà tương ưng với pháp thì sẽ được hộ trì. Chỉ xin hoan hỷ với cái phước mà hồi xưa là hai vị đã cúng dường đến tăng đoàn, xin hoan hỷ với phước của hai vị và xin ké tí phước để đời sống tu hành của chúng tôi được dễ dàng thuận tiện hơn.